Xin chào mọi người ha, thì hôm nay mẹ Bối làm cái video này để hướng dẫn mọi người cách sử dụng combo dưỡng mi và dưỡng mày ở bên mình làm sao cho hiệu quả nhất. Mình sẽ hướng dẫn từ từ ha. Đây là combo 3 dưỡng dài mi và mày nha mọi người. Cây màu đen này là dưỡng mày, còn hai cây còn lại là dưỡng mi. Trước khi mình sử dụng thì mình sẽ lắc đều lên nha mọi người. Mình sẽ lắc đều lên. Đây là cây dưỡng mày, mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng trước ha. Trong cây dưỡng mày có cây cọ, mình chỉ cần vẽ lên cái đường chân mày hiện có của mình. Vẽ lên cái đường chân mày hiện có như vậy nha. Một ngày dưỡng 2 lần sáng tối, như vậy là 2 đến 3 tuần là mày con sẽ mọc lên nha mọi người. Tiếp theo là hai cây dưỡng mi, hai cây hồng hay xám này thì mình dưỡng cây nào buổi sáng cũng được, cây nào buổi tối cũng được, không bắt buộc là vào mày buổi nào là phải sử dụng màu nào đâu nha, cứ dùng lộn xộn. Đó, cây dưỡng mày, dưỡng mi thì mình sẽ sử dụng như vậy. Khi mình lấy serum ra thì mình bỏ bớt vào trong cái này, mình gạt thì cho nó thấm bớt vào đây tí xíu. Đó, mình nhắm mắt lại và mình kẻ sát trên mi của mình, kẻ sát một đường ở trên mi trên, một trên mi dưới của mình đó. Mình kẻ, có thể kẻ đi kẻ lại 2-3 lần sao cho mình thấy cái serum nó thẩm thấu vào trong chân mi. Mà lưu ý, trong serum dưỡng mi nó có tinh chất làm cho đen mi, nên khi mình sử dụng quá nhiều nó ướt ra vùng mí mắt á, thì cái vùng mí mắt thì nó sẽ bị thâm nha mọi người. Đó, nên khi mua của nhà Bối thì mẹ Bối lưu ý là khi mình dùng dưỡng mi này, mình chỉ lấy một lượng serum vừa đủ gây cọ, kẻ sát cái đường trong chân mi trên và chân mi dưới. Nếu mà dính ra vùng da mắt, lấy bông tăm lau đi thì sẽ không bao giờ có hiện tượng bị thâm ha. Hai cây này sử dụng giống như nhau nha, sáng một cây chiều một cây. Còn đây là dưỡng mi FEG Max, mình cũng sẽ sử dụng giống như hai cây dưỡng mi bình thường này luôn. Đó, mình nhắm mắt lại, kẻ sát chân mi của mình. Kẻ sát trên mi như vậy một đường, và kẻ ở dưới trên mi dưới nữa, kẻ 1-2 lần mình cảm thấy cho nó thẩm thấu vào trên mi là được. Sản phẩm dưỡng mi và dưỡng mày của nhà Bối là cam kết 100% hiệu quả luôn, nên mọi người khi sử dụng cứ an tâm sử dụng nha, không hiệu quả là bên mình hoàn tiền luôn. Nên khi mọi người sử dụng cứ làm đúng hướng dẫn của mình. Có những người cơ địa hấp thu tốt đó, là tầm 7 đến 10 ngày là đã hiệu quả rồi, còn cơ địa hấp thu chậm thì 2 tuần hoặc là 3 tuần hoặc là 4 tuần nha mọi người. Hấp thu nhanh hay chậm thì tùy vào cơ địa của mỗi người, nhưng bên nhà Bối cam kết 100% hiệu quả sau khi sử dụng hết một combo. Trong thời gian sử dụng, nếu mà khi mình dưỡng mi cái serum nó lỡ vào mắt đó, mà nó gây cho mình bị đỏ mắt, thì vui lòng lấy nước muối sinh lý nhỏ rửa mắt tầm 2 đến 3 ngày là sẽ hết nha mọi người. Đây là cái combo dưỡng mi và dưỡng mày thần thánh bên mình ha. Nếu mà cần thì cứ nhắn tin vào Zalo hoặc là Facebook, mẹ Bố có gắn ở cái phần tiểu sử của TikTok á, thì mẹ Bố sẽ tư vấn cho mọi người. Xin chào mọi người nha.